Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái cách làm bài sỉnh để mà bảo đảm nó sẽ thành công. Và mình cũng chia sẻ những cái cách để mà khi mà làm ra bị mềm thì mình có cách giải quyết như thế nào. Và nếu mà bị cứng thì cũng khó giải quyết, bị mềm thì nó rất là đơn giản để giải quyết. Mình sẽ nói cái phần sau nếu mà các bạn gặp trở ngại. Còn bây giờ mình sẽ đưa ra những cụ thể, những con số chính xác để các bạn dễ mà thực hiện. Nguyên liệu gồm có đường cát trắng, đậu phộng rang. Này thì mình có bỏ vô cái oven nhỏ, mình rang 350 độ 10 phút. Rồi mè cũng rang như vậy, mè thì cỡ 5-7 phút. Rồi bột năng, muối, tí xíu bột vani, nước lạnh, nước chanh, nước cốt chanh. Đây là một cái trái chanh đó, nhưng mà lát mình lấy một nửa thôi. Rồi mình làm thì hồi nào cũng phải có cái cân và cái đo nhiệt kế này để bảo đảm mình làm chính xác á. Với lại cái khung thì 6 inch với 9 inch là đúng nhất, nhưng mà mình không có, mình có cái 10 inch. Cái cooking spray là để mình xịt dầu lên cái tre á. Và nếu bạn không có thì xài dầu thường cũng được, khỏi cần spray đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vô nồi Instant Pot 2 muỗng dầu ăn, 1/3 cấp nước. 1/3 cấp nước là tương đương với 484 ml. Ở đây là 2/3, mình đổ nửa thôi, mình để lại nửa. Và mình sẽ xài là 1 cấp sugar, là 1 cấp đường. 1 cấp đường thì mình cân đó là 220g. Đây là mình nồi cái Instant Pot. Rồi còn các bạn mà xài nồi thường thì cũng xài lửa. Tại vì mình nấu này, mình nấu sôi lên thì mình xài lửa lớn nha, cho nó lẹ thôi. Còn các bạn nào muốn muốn vặn lửa trung bình thì lâu hơn chút. Khi mình bỏ dầu vô rồi tới nước rồi tới đường thì mình chỉ khuấy cho nó tan ra. Tan rồi từ cho đến khi nó sôi thì mình không có khuấy nữa. Mình nấu Instant Pot này chẳng qua là để cho dễ cho mình quay phim á. Chứ còn các bạn không? Muốn làm ví dụ nhà nào chỉ có một cái nồi này, giống như nhà con mình thì có cái nồi đây, thì làm gì cũng nấu trong cái nồi này, mình xài giống như cái lò bếp thường của mình thôi. Thì mình sẽ chọn là sauté với cái nồi Instant Pot á, sauté more. Lát mình sẽ chỉ cách mà để chọn đổi từ sauté qua less như thế nào á. Thì bây giờ trong cái 2 muỗng canh bột năng đó, nó tương đương với 20g. Mình bỏ vô muối, mình bỏ bột vani vô. Muối là 1/8 teaspoon, vani là nửa teaspoon. Mình xài 1/3 cấp nước là 84g. Mình trộn cho nó tan cái bột, nó quyện trong nước luôn. Để lát mình chuẩn bị trước đó, để lát khi mà đường nó tới rồi á, mình bỏ chanh vô rồi, rồi chanh nó cũng tới nữa, rồi mình phải bỏ cái bột này vô. Bây giờ thì cái nồi á, thì nó vẫn sôi, mình không có đụng gì tới, mình để cho nó đang nấu nước đường mà. Mình nấu cái đó cũng là 5-10 phút cho nó mới tới đường. Thì mình chuẩn bị cái khuôn. Cái khuôn á, là cần cái khuôn cỡ, ví dụ như với cái số lượng nguyên liệu này á, thì các bạn có 9 inch với 6 inch á, là vừa. Còn mình không có là mình xài cái này hơi to hơn, là của mình á, là 10 inch với 6 inch rưỡi á. Đáng lẽ là dùng cái cọ để quẹt lại cho nó đều, nhưng mà mình nghĩ thôi không cần thiết, mình cứ bỏ lên cái mình chày chày nó ra cũng được. Đây là cái số, là cái số mà mình để lấy một nửa, còn lát mình sẽ đổ trên một nửa. Các bạn làm, mình làm nhiều mè hơn bình thường là bởi vì nguyên căn bản là
mà sững là lúc trước á, là nó không có đậu phộng, chỉ là mè hết, mình mè với đường thôi, rồi mình muốn ngon thêm thì sau này bỏ thêm đậu phộng á. Cái đó bỏ cũng chưa đều, lát mình, tại vì bây giờ mình phải làm chuyện khác đấy, chứ lát đó là mình làm cho nó đều cái mè ra mình thêm vô nữa. Với cái khung này cũng hơi lớn so với cái số lượng á. Mình nấu cái nồi này á, thì nếu mà các bạn mà không có cái nhiệt kế này á, thì các bạn có thể lấy cái chén nước lạnh, rồi mình nhúng chiếc đũa vô, mình nhỏ một cái giọt mà mình nước nước đường này. Nếu mà cái giọt nước đường á mà nó tan mình rất là chậm thì vừa được, chứ còn còn mà nó tan loãng ra là không được, hoặc là nó đóng là cục lẫn quá tới rồi. Tại vì mình chỉ cần nhiệt độ là 230 tới 239 độ F. Các bạn nhớ nha, nếu mà có cái nhiệt kế để mình thử là ở trong khoảng nhiệt độ này là đường nó chưa tới, nó gần tới thôi. Đường mà trên 240 độ F là nó đã tới rồi. Từ 240 tới 50 là mình làm ra kẹo kẹo cứng, chứ không phải là còn cái kẹo mềm, không phải là ra mè sững, mà ra gọi là ra kẹo đậu phộng hay là ra kẹo mè, tức là ăn nó giòn, nó cứng luôn. Còn bỏ chanh này vô á, là để cho thêm cái dẻo của nó. Mình bỏ chanh vô rồi á thì mình khuấy cho nó trộn chanh với cái nước đường nó đều lại, rồi mình giảm cái nhiệt độ. Nếu mà bạn nấu trong cái nồi thường á thì mình đang từ cái high high heat á, thì mình đổi xuống low. Còn bây giờ mình instant pot á thì mình đổi từ more tới glass. Lát mình sẽ chiếu cái phần mà để đổi nhiệt độ. Bây giờ là mình đang xài cái nồi 6 quart, đáng lẽ xài cái nồi 5 quart đó, 3 quart là nó dễ hơn. Mà mình không con mình sử dụng rồi mình lấy cái xài cái nồi cái 6 này, mà ngó này, bây giờ nó đang ở more phải không? Bây giờ bạn muốn đổi á, làm sao đổi? Thì mình phải turn off nó thôi, bạn bấm lẹ turn off. Rồi, nó off thì bây giờ mình chọn lại saute, nó trở lại more. Thì mình muốn more, mình đổi từ more sang less, mình bấm adjust. Đó, lẫn ra less. Tức là ba cái chữ đó là less là nhiệt độ thấp nhất, normal là nhiệt độ trung bình, more là nhiệt độ cao nhất. Rồi, đó là mình nói qua dùm cho các bạn, nếu cái phần nào mà các bạn sử dụng nồi mà hơi hơi cái chỗ đó hơi lúng túng á, thì mình ghi thêm cái phần đó. Còn bây giờ á, thì sau khi mình bỏ chanh vô rồi, mình tiếp tục mình nấu trong cái lửa thấp nha. Thì nó cứ sôi riu 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 hoài á, cỡ 8 đến 10 phút như vậy. Bây giờ thì mình bỏ cái bột bột năng á, hồi nãy với nước mình hòa hồi nãy á, 2 muỗng muỗng canh bột năng, với lại 1/3 cấp nước, với lại 1/8 muối, teaspoon muối, 1/2 teaspoon vani. Đó là bây giờ mình bỏ hết vô. Mình khuấy nó, mình khuấy cho đến khi mà bột chín, vẫn cái lửa thấp. Cho đến khi bạn thấy cái bột chín là nó trong ra là nó chín thôi. Bột chín rồi á thì mình làm gì nữa? Chuẩn bị bỏ đậu phộng. Coi như là đậu phộng đồ cái gì á là cũng sẵn sàng một bên hết. Cái nồi này nó cũng hơi to so với cái số lượng của mình á, thành ra cũng dễ bị xích, thành ra mình cứ lo mình đổi nhiệt độ hoài à. Mình khuấy không kịp thì trong cái nồi này á, nếu mà dưới less á thì bạn chọn qua cái slow cook. Còn bếp thường thì dễ rồi, mình cứ dặn thấp xuống thôi, từ cao xuống thấp thì dễ. Còn cái saute này thì mình saute cao nhất á, là mình more, nhiệt độ thứ nhì của nó là normal, nhiệt độ thấp nhất của nó là less. Rồi mình nếu mình muốn thấp hơn nữa thì mình cũng off nó, mình chọn qua slow cook là nó thấp nữa.
trong cái slow cook nó cũng ba cái nhá, bật nhiệt độ. Slow cook mà more thì nhiệt độ cao hơn, và cái rồi tới normal rồi với tới lấy xong rồi cái muốn thấp nữa thì mình bấm vào warm, ví dụ vậy đó. Mình rảnh thì giờ sẵn trên màn hình nó cũng chỉ có quậy thôi, thì mình nói thêm đi cho các bạn nào mà muốn muốn hiểu về cái cách xài, tại sao mình xài tất cả cho cái sauté, cho cái nồi Instant Pot này, mình nấu tất cả các món mình có thể làm ở trên bếp á, thì mình làm ở trong cái nồi này cũng được. Thôi bây giờ trở lại màn hình để mà mình khuấy bột năng, mình thấy nó trong rồi á, thì mình bỏ đậu vô. Bỏ đậu vô khoảng mình quậy nó cỡ 1-2 phút gì đó. Mình thấy nặng nặng cái tay rồi, nó rít rít, mình thấy mình quậy không kịp được nữa thì mình rứt điện ra hoặc là turn off cái nồi đi. Rồi, chuẩn bị á là mình đem cái tre hồi nãy mình bỏ mình lót. Cái này là mình quay lại gần thôi, cái máy cái phone khác mình quay gần cho để cho thấy. Chứ mình để mình chuẩn bị là mình đổ ra cái tre mà mình đã lót dầu với lại đậu phụng rồi. Oh no, mè chứ. Bây giờ thì mình chuẩn bị ra, mình nói cho các bạn nghe, nếu mà các bạn có nhiệt độ á, cái này á, là mình đã làm rất là nhiều lần rồi. Sau này bởi vì mình có nhiệt kế, mình có với lại có nhiều lần mình kinh nghiệm rồi thì mình làm nó được. Còn lần trước những cái năm mà hồi mới qua Mỹ á, mình đi về Việt Nam, mình mua mài xửng qua, đi từ Đà Nẵng mình chạy ra Huế để mua mài xửng đem qua đây làm quà, mình thấy khó khăn quá thì mình có quyển sách nấu ăn của bà Triệu Thị Chơi á, thì mình mới theo công thức đó mình tự mình làm để mà mình đem cho tặng bên 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 gia đình, bên nhà chồng á, thì mình nấu bữa thì ngon, bữa thì được, mình làm hoài mình không, chỉ cách một tích tắc thôi, bạn nấu nước đường bằng cách một tích tắc thôi, chỉ là cần 2 phút trên lệch á, là từ nước đường nó từ dẻo nó ra cái bánh bánh cứng, hoặc là từ bánh cứng ra cháy luôn, thành ra nó dễ. Cho nên mình nói là mình ghi cái nhiệt độ nhất định cho các bạn là nhiệt độ 230 độ F tới 239 độ, không hơn và cũng không kém. Mà nếu lỡ như cái bạn không có nhiệt độ, bạn phải dùng nước, dùng cây mình nhỏ, hay là lửa nó cao quá, hay là gì mình làm không kịp á, mình ra mình đụng cái mình ra nước đường nó chưa chưa không phải là nó tới, mà nó chưa làm vừa cái dẻo đó đó, ra lỏng. Mà khi mà bạn làm mài xửng mà ra lỏng, hậu quả là như thế nào? Hắn dính tùm lum, dù bạn đổ hết mè vô nó vẫn dính, tại vì nó chảy ra là nó dính, là không có thể nào mình cắt miếng được, không có thể nào mà gói được, không có thể nào làm cái gì. Thì bây giờ không lẽ mình đổ đi, bình tĩnh các bạn, đem cái ví dụ như lỡ mình bỏ vô khuôn rồi á, thì mình đâu có mình bạn có thể bỏ vô air fryer, bạn có thể bỏ vô air fryer cỡ chừng 2 phút nha, bạn nói từ từ 2 phút rồi, nhưng mà air fryer nó khó hơn. Nhưng mình á thì mình sẽ đem nó chuyển qua cái dĩa, mình trải ra cái dĩa mà microwave được á, mình trải ra mình bỏ chừng tùy theo cái lượng mà nó non hay nó cỡ chừng nào á, thì bạn bảo microwave thử trước nó là 1 phút rồi tới 2 phút, tối đa là 3 phút thôi, mình cứ thử từng từng phút từng phút, là cái kẹo này nó sẽ trở lại, nó cứng lại cho bạn. Mình phải bỏ từ từ cho bạn, mà bỏ mà một lần mà 30 phút, một lần mà 30 giây, mình bỏ từng 1 phút hoặc 30 giây thôi, chứ bạn bỏ mà 1 phút 2 phút gì đó cái cao quá lãng ra kẹo gương nó ngán cứng ngắc luôn á. Thành ra muốn cứu mà cái đường nó bị non quá đó thì các bạn xài bỏ vô microwave là được à. Bây giờ thì mình làm xong rồi mình để cho nó nguội, mình bọc cái trên bằng cái lớp giấy với plastic á, mình ép cho nó dễ á, thì mình để cho nó nguội hoàn toàn để cho mình dễ cắt thôi, còn ấm ấm á, thì nó dẻo á. Thì khi nó nguội rồi mình đem cái dao, đáng lẽ mình cắt ở trong
ở trong cái khuôn này luôn cũng được, nhưng mà mình sợ nó trầy rồi mình nướng nó bị sau này bị rỉ sét rồi, mà thành ra mình phải lấy nó ra đó, bạn thấy không? Ok, nó chỉ dính dính sơ sơ thôi, đáng lẽ là mình phải lót mè trên cái thớt nữa, nhưng mà khi mà bỏ vô trong khung này, tại vì lúc đó cái chỗ đó mình không chiếu, mình bỏ trong khung mình lấy cái miếng ấy mình cũng đè nó xuống, mình đè nó xuống cho nó ví bằng nhau, với lại cho nó ít khoảng trống á, chứ mình bỏ vô cái nhiều khi cái hột đậu phụng nó sẽ đứng lên hay là nó nghiêng qua nghiêng lại, nó không cái nước đường của mình á nó không có chảy tới chỗ đó, thành ra mình phải đè nó xuống cho nó bằng. Rồi nếu mà mình thấy nó chưa đủ như mình á, mình bỏ thêm mè vô, cho thêm ra tất cả là thành một một cấp mè luôn á, làm nhiều mè lắm, ở trong đó cũng là thấy mè luôn. Đó, thì bây giờ thì mình cắt ra tất cả là 16 miếng. Okay, mình cắt làm 4 xong cái mình bà cắt làm 4 nữa là thành ra 16 miếng vậy đó. Cái khung của mình nói là cái hơi bự, cho nên khi mà mình cắt cái, khi mình gói á, mình cũng cố gắng mình túm 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 nó lại cho nó nhỏ á, cho nó dày lên, chứ còn để vậy thì mỏng quá. Đó, bạn thấy như thấy trên màn hình đó, cái dẻo của nó tới đó là perfect luôn, là các bạn không có bị dính nha, rồi ăn cũng không dính răng nè, cũng cũng không mềm đến nỗi chảy mà phải dính tay dính đồ dính, không có thể gói được, phải lót giấy phải là đồ này kia. Cái này á, thì rất là cầm lên đó, nó lắng o luôn. Nhưng mà tuy là nó không dính chứ mình để sát sát với nhau á, nó cũng dính dính, thành ra nếu mà có thêm mè mình để cái mấy cái đường biên cho nó khỏi dính á, tại mình bỏ cũng nhiều mè cho nên mình không cần bỏ thêm thôi. Bạn thấy không, nó cong, nó đồ bình thường hết, chứ còn nó nếu cứng quá mình không có thể nào bẻ cong lại được, còn nó mềm quá mình bẻ bẻ vậy lẫn xịt ra cái là nó dính tay mình luôn á. Bây giờ mình phải lại tách nó ra chứ không thôi mình tuy mình cắt rồi mình để gần đó nó cũng dính lại à. Nhớ là đừng có bây giờ mình nấu quá mà nó bị một là bị cháy ra có màu đậm, bạn thấy mình nấu á, cái màu này nó nấu đường trắng nó dễ phân biệt hơn. Mình không có cho chuyển qua màu đấy, mình thấy cái màu nó hơi vàng vàng khi mình bỏ chanh vô, cái màu hơi vàng vàng là được, chứ không có đừng đừng có cần phải vàng quá ở gì làm nắng qua cái mùi nó không không cái vị mè sửng của mình nó không còn thanh nữa. Cái đây là mình làm cái căn bản thôi, còn nếu mà các bạn mà muốn mùi vị gì á là mình giả gừng hoặc là mình xay gừng, mình vắt nước vô, mình vắt nước gừng hả, hoặc là bạn bỏ vỏ cam vỏ quýt, những cái hương vị mình thích đó, dầu chuối dầu bưởi, những cái người họ thích họ làm đủ mùi hết, thì cái này mình làm căn bản mình chỉ bỏ vani thôi. Nó bây giờ mình gói, bạn thấy mình ráng mình ép nó vô, mình túm túm nó lại bớt cho nó dài lên, chứ cái khuôn bự mà đồ ít quá thành ra nó bị mỏng á. Đó, mình xếp hai bên cái mình ráng mình ép chỉ vô. Các bạn nhớ làm chính xác nha. À, lúc đầu tiên á mình trong khi gói thì mình nói lại nè, mình bỏ vô mình lửa cao, dầu mình bỏ vô ha, xong mình đổ nước, xong rồi mình đổ đường rồi mình khuấy cho nó tan, rồi thì mình để ý nha, tại bếp cái mỗi lò mỗi bếp khác nhau, mình để ý cỡ mình cỡ 6 phút nó mới sôi, từ khi mình bỏ vô tới ấy là 6 phút nó sôi. Nó sôi xong rồi á thì mình bây giờ mình với chờ cho nó tới gần tới nha, chứ không phải tới đường, mình chờ nó gần tới thì mình phải nấu thêm nó nữa, mình nấu thêm nó
đến khi mà mình cảm thấy là cái con mắt á, mình dòm á, là mình thấy cái nước đường nó sôi, mà nó sôi cứ vẻ rít 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 rồi đó, là mình đem cái cây nhiệt kế của mình thử liền, thử nó từ 230 cho tới 239 độ F, là mình phải bỏ chanh vô liền. Bỏ chanh vô là để cho nó chống, nó không có, nó không, nó không có đóng biến qua kẹo á. Còn nếu các bạn không có nhiệt kế thì các bạn, cái này là mình lặp lại thôi, không có nhiệt kế thì các bạn lấy cái ly nước, rồi lấy chiếc đũa mình thò vô, rồi mình nó nhỏ xuống là nó tan, mà nó tan chậm chậm là được. Nó tan nhanh á thì đường chưa tới, mà nó xuống đóng cục á, tức là đường mình đã tới 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 rồi đó, là mình làm ra bánh nó sẽ bị cứng. Rồi xong cái khi mà bỏ nước chanh vô rồi á, thì mình hạ nhiệt độ xuống, từ cao xuống, ví dụ 2 thì bây giờ mình xuống là low, thì bên cái bên sauté thì mình từ more mình chuyển qua less, mình sẽ rim rim nó, gọi là shimmer đó, rim rim nó xong rồi cái khoảng chừng 8 tới 10 phút á, thì mình mới bơi bắt đầu mình bỏ cái nước nước bột bột tapioca, lại bột gì rồi, cái bột là nước bột nó vô. Xong rồi cái mình nấu cỡ, mình khuấy cái bột nó trong, từ khuấy đến trong á, cỡ 2 3 phút à, mình dòm đó. Xong rồi cái rồi mình bỏ đậu phộng vô đó, đậu phộng vô mình khuấy rít rít, cái tay nặng là tắt lửa rồi đổ ra khuôn xong đó. Mình nói là tóm lược từ đầu đến đuôi lại cho các bạn á. Đó, bạn còn thấy cái bánh đó, nó có mè luôn, ở trong luôn, mình bỏ nhiều mè á, đó nó dẻo mà nó không có dính răng, bảo đảm không có bị ai răng giả, ăn cũng được chứ mà ăn rồi bay răng giả luôn á. Rồi mình lọt ra khỏi bên trong mà đó, bẻ cong bẻ rị dẻo ra rồi cũng được, mà không có dính tay không có gì hết. Mình làm cái này, công thức của mình là mình hài lòng, cái này là tự mình cũng nói chứ cũng credit cho cái bà Triệu Thị Chơi á, mình theo cái liều lượng của bà, nhưng mà mình thay đổi cho nó phù hợp với lại cái điều kiện của mình ở đây á. Thấy không, kéo ra vậy đó, nó ra chứ nó không có nhão ra gì hết chứ. Mình rất là, ai mà theo cái công thức mà mình làm thành công mình rất là vui, mà mình cũng chúc cho các bạn được thành công và hài lòng với cái công thức này. Rồi coi như là cái video làm mè sửng của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời giờ theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.